Giuse bị các anh ném xuống giếng. Giuse bị các anh bán làm nô lệ với giá 20 đồng bạc. Các anh của Giuse đi đến Sikhem tìm đồng cỏ trăng cừu cho cha. Giuse ở lại nhà với cha tại thung lũng Hebron. Ông Jacob bảo Giuse: "Con đi xem các anh con và đàn cừu có bình an không rồi về cho cha biết." Thế là Giuse rời Hebron đi đến Sikhem tìm các anh. Nhưng đến nơi cậu không thấy các anh. Một người hỏi: "Cậu đang tìm gì?" Giuse đáp: "Tôi đi tìm các anh tôi. Ông có biết các anh tôi đang trăng cừu ở đâu không?" Người lạ nói: "Tôi nghe nói họ đi đến Dothan." Thế là Giuse đi đến Dothan. Các anh của cậu đang trăng đàn gia súc ở đó. Nhưng khi thấy Giuse từ xa tiến đến, các anh của Giuse lập mưu giết em. "Thằng chim bao đang đến kìa," các anh cậu lẩm bẩm. "Chúng ta hãy giết nó rồi quăng xuống giếng. Chúng ta có thể nói nó đã bị thú dữ ăn thịt, để xem giấc mơ của nó biến thành sự thật hay không." Ruben, anh cả phản đối: "Đừng giết nó." Anh nói: "Chúng ta không được gây đổ máu. Hãy ném nó xuống cái giếng nhưng đừng ra tay giết nó." Ruben nói thế vì muốn cứu Giuse và đem cậu về với cha. Vì thế khi Giuse đến, các anh lột lấy áo thụn của cậu rồi ném cậu xuống cái giếng cạn. Khi đang ăn, họ thấy một đoàn người Ismael là lái buôn từ Galaad đến, chở trên lưng lạc đà hồ tiêu, trầm hương và nhựa thơm đem sang Ai Cập bán. Giuđa nói với các anh em: "Chúng ta đừng giết Giuse, nhưng bán nó cho các lái buôn Ismael." Và họ kéo Giuse lên khỏi giếng rồi bán cho đám lái buôn với giá 20 đồng bạc. Giuse bị đám lái buôn Ismael bắt lấy đưa sang Ai Cập bán làm nô lệ. Ruben không có mặt khi Giuse bị các anh em bán. Khi phát hiện Giuse không còn ở dưới giếng, Ruben xé áo mình than khóc: "Thằng bé không còn ở đó nữa, mình phải làm gì bây giờ?" Rồi họ nhặt cái áo thụng lên, giết một con dê và nhúng áo thụng vào máu dê. Họ đem cái áo thụng về cho cha và nói: "Chúng con tìm thấy cái áo này, có phải áo con trai của cha không?" "Đúng là áo của con trai cha," Jacob gào lên. "Thú rừng đã xé xác nó rồi." Quá đau buồn, Jacob xé áo mình ra, mặc áo nhậm và than khóc Giuse. Không ai có thể an ủi được ông. Cha sẽ than khóc cho tới khi gặp lại con trai cha trong mùa.